tên khác đó. Tên người khác là gì? Đừng gọi đi ngoài. Sinh năm mấy? 1178. Giờ mình gì? Vì tan ở trong tiếng đồ. Từ nhà lúc 6 giờ mấy, vì tan ở nhà. Vì người 7 giờ mấy. Là người ta hứa có trả cho anh nhiêu tiền không hay sao? Có, người ta đã hứa 300 ngàn. 300 ngàn hả? Mà biết đó là pháo trước luôn mà vẫn nhận chở luôn hả? Đó, người ta chưa biết mà người ta bị người ta xuống cách 2 thùng rồi tầm là người ta mới biết pháo.